Chào anh em nhé, em giới thiệu anh em mẫu điệu tục rước Bộc Đồng. Đây em sẽ có hai loại, một loại là miền ngọc, nỏ ngọc và đế ngọc, và một loại là miền gỗ, nỏ Bộc Đồng và đế gỗ. Thì điệu có tổng chiều dài là 42 cm, rút ra là 58 cm, có nghĩa là kéo dài ra là được 58 cm. Còn lục bỏ và bỏ giá thì điều sẽ là 45 cm. Điều sẽ là có chức năng chống tràn và đông ở đấy. Em đã xử lý đông chống oxy màu. Mọi người dùng thì sẽ bên màu sáng màu, được thời gian lâu hơn mọi người nhé. Trong quá trình mọi người sử dụng thì nếu mà bị nhà kéo thì làm về vẫn kéo chỉ. Em sẽ bảo hành cho mọi người miễn phí nhé, bảo hành trọn đời này anh em luôn, nên là mọi người sẽ yên tâm sử dụng. Về nỏ và ống điếu thì em không bảo hành nhé, do quá trình rơi vỡ hoặc là do anh em soi điếu bằng que sắt hoặc là cái vật liệu cứng thì sẽ làm mất tiếng nỏ điếu, thì em sẽ không bảo hành mọi người nhé. Đây, điếu sẽ đi kèm báo giá, và nếu mà loài miền cổ nỏ Bộc Đồng á, giá là 550.000 kèm báo giá luôn, báo giá của tư phụ, đánh kèm nút nỏ nhật tan và quẹt soi điếu. Còn đây loài ngọc, miền ngọc, đế ngọc thì có giá là 950.000 kèm báo giá, cũng được đánh kèm nút nỏ nhật tan và quẹt soi điếu luôn mọi người. Đây sẽ có hai loại. Cực kỳ nhẹ nhàng. Mình sẽ có thương hiệu được là Uyên Phế và điều cây 38. Đây. Mình có thể dùng nếu mà bị vấn đề về kéo chỉ thì cứ gửi like cho em sẽ bảo hành cho mọi người miễn phí trọn đời. Đây, mình chào mọi người nhé.